Rồi Trường chào các bạn luôn nha. Hôm nay Trường câu cá tra ở chỗ này nè các bạn. Là thấy ở chỗ gốc, cái gốc chỗ cây bình bát này ha, cá rô hay này kia nột quá chọc luôn á, sát gốc luôn nè. Cho nên hôm nay Trường không câu cá tra mà Trường thử đi câu cá rô như thế nào mà các bạn. Ở ngoài kênh đó các bạn, cá tra nó vậy nột quá chọc luôn mà không mình hôm nay mình nó biết để mình đi câu cá rô rồi. Mình có bắt được mớ không á các bạn. Đây nè. Đây mình có bắt được mớ ong đây nè. Đây rồi, cho nên hôm nay mình thử câu cá rô nha các bạn. Lúc hao luôn coi, lúc hao lúc luôn. Trời ơi, kỳ vậy. Lúc hao gì không dính. Vãi đồ vậy. Ôi con mày luôn. Im mày các bạn ơi đây. Thấy không đuối còn mày. Mày cũng phải lên hoàng thôi. Đây nè các bạn. Ở trời ơi mày cho bá vậy. Không cũng không vừa chứ cũng không bự gì mấy. Cũng được. Thôi để đi đăng câu mà đừng nói vấn đề nữa mà. Ở lúc tháo kêu cả. Dính nè. Trời trời. Lâu nói chuyện trời ơi. Có cần nào không? Không. Hả? Ôi con mời các bạn ơi, nó bự các bạn ơi. Trời. Đúng chắc cô mê luôn các bạn. Bự cái là trời ơi. Vàng ấm luôn. Trời. Ở xém rớt luôn rồi. Đây các bạn. Trời nó vàng cái nè, vàng khè luôn vậy. Đó. Trời chà bá luôn vậy. Xém rớt luôn rồi nè. Hết sức cá bự á. Lôi mạnh rồi coi. Chút tháo luôn cơ. Dính này. Ôi bự các bạn ơi. Không coi nữa. Chút tháo luôn cơ. Dính này. Ôi bự các bạn ơi. Không coi nữa. Quay ra ngoài không coi nữa. Ăn lúc tháo luôn. Đây các bạn. Lầm em. Trời 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 trời. Xếp rớt rồi. Dạ 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 dạ. Ôi. Ôi các bạn ăn cá nó mềm luôn nè. Nó tròn lẫm luôn vậy. Ủ nâu à. Ôi trời 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 ôi trời các bạn ơi ôi trời ê con này trời 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 con này con quỷ cái con gì kìa nè các bạn nó là trời ôi trời ơi con này con quỷ cái con gì nè các bạn ơi nhìn đây nè đây đây ngay lại ê ê trời trời làm hồi gớt cái con này tức lắm luôn á ơi không móc cái này không gớt nổi này. Ôi trời cái rô nè. Đây nè các bạn. Đây né lên coi. Đó. Ôi trời bụng nó bự. Trộm bằng bàn tay luôn nè. Nè. Trời ơi cái rô bự. Nó có màu đỏ nè kìa anh Trường. Ừ. Nè các bạn ơi cái bự nè. Nhìn thấy ham thiệt á. Quá trời rồi cái rô. Sướng rồi. Nó có màu đỏ máu nữa kìa. Máu mới ra máu nè. Trời sướng thầy cu ơi. Ôi mới sảy mệt vậy đã chơi đây nè. Xuống thiệt
Rồi mình không gấp, không gấp thì từ từ, còn nữa, còn nữa. Nè, là giờ thả xuống lo liền kìa. Mới nó xuống ăn liền kìa. Thấy không ta, đặt cái máy này thấy phao không ta? Đặt cái máy này thấy phao mà thấy không rõ nè. Qua đây một chút qua. Cho thấy rõ phao một tí xíu. Đó, ê, ê, nó phao tiêu kìa. Bự bự nè, bự nè. Bự nè các bạn ơi. Lo mình lo về cái máy không á các bạn. Này các bạn. Trời ơi. Xíu nữa hả? Này các bạn. Đi qua vô trong đi để nó rớt, cá này uổng lắm. Ôi trời, bằng cá thấy đây nè. Ôi trời, bự kìa nè. Mình lo về cái máy, máy quay cho nó ngay cái phao á, là nó ăn lúc phao nè các bạn. Trúng luôn các bạn ơi. Hôm nay trúng một cá rô rồi. Vô ổ rồi. Vô ổ rồi. Rồi nó dính độc dừa luôn nè anh chị. Để nó gỡ xuống. Quá trời ơi các bạn ơi. Trúng ổ nó rồi. Đây đây đây, rồi mình tiếp tục nữa nha các bạn. Để móc vòi cái. Ôi trời, hết sức bự các bạn ơi. Xem chung nó gớt dưới sông này luôn rồi. Đừng nói về, lo về máy cái năng nữa là nghe. Nè nè bạn, các bạn đây là cái mé nè. Đó, ở cá chao thì mà nó nụt minh thiên luôn kìa. Thôi mình lo đây đi, mình lo mấy cá rô mình đi. Lo về cái máy ăn cho quay thấy cái phao á. Vừa quay qua là nó ăn lúc mất tiêu cái phao luôn rồi, không thấy cái phao luôn. Để bỏ này đi qua lấy, mình lấy cần kia mình gác bên đây thử nha. Cần nữa. Lúc không? Trời ơi. Lo bên kia các bạn ơi, lúc phao hoặc cường xuống luôn vậy. Trời ơi. Có giờ kịp dính cá rồi. Lôi gan cái nữa coi, không dính mới sợ á. Trời ổn cá chắc cá bự quá. Nó lôi cắm cái đọt cần nó xuống luôn á. Rồi đây các bạn ơi, cái thành quả của trường này nha. Đó, cá rô toàn ú bự chứ không đó các bạn. Nè, bự đây nè, chào bá vậy. Nhưng mà giờ trời mưa rồi, thôi chắc trường nghỉ trường về. Chắc là để clip sau nếu trường sẽ câu tiếp nha. Rồi các bạn nhớ đăng ký để ủng hộ trường để xem clip sau của trường nha. Rồi chào các bạn nha.